men thấy giòn chưa? Nó ngon men thấy giòn chưa? Đọc cực không? Cái dồi kia là đã được chưa anh? Chín rồi. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn các bạn ạ. Phía xa xa là chợ vải, gọi là phố chợ Tân Sơn đấy các bạn. Bà con đang bán vải rất là tích cực. Tuy nhiên để bán vải được thì phải có sức khỏe. Cái sức khỏe thì là đó là phải những đồ ăn ngon để có tạo ra năng lượng để bẻ vải thật là ok đấy các bạn. Và không thể mà không nhắc đến trong một cái quán rất là nổi tiếng gọi là của anh Xuân Thọ, bán gọi ba chỉ rồi sụn đây. Và mình lên quay lên này và gặp một cái gọi là một cái xe đẩy, một cái xe nướng rất là ngon, rất là thơm luôn, rất là hấp dẫn. Từ đầu phố đến cuối phố đã thấy vị thơm rồi. Vậy cụ thể và cách nướng gia vị thế nào và chúng ta sẽ cùng trò chuyện và mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Xin mời các bạn. Đây. Xuân Thọ tức là anh à? À đây, anh Xuân Thọ đây à? Rồi, anh trưởng bếp. Anh trưởng bếp Xuân Thọ với cả món ba chỉ rồi sụn chân giò rút xương, nem liên trung nướng lu. Các anh là ở đây hay là ở Cao Thượng Tân Yên? À, Cao Thượng Tân Yên à? Thế là lên đây bán mùa vụ thôi gì anh hay thế nào? Thế là tối về hay là thuê ở đây? À, trọ ở đây à? Đấy, các anh ở dưới huyện Tân Yên các bạn nhé. Huyện Tân Yên để lên trên này nướng cái món này. Đó, nhìn thì rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn, các anh chị sẽ khai xuân đầu. Trên này là chưa có món này. Trên này là chưa có món này à? Đó, nhìn thì rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đây là món dồi sụn này anh. Vâng, dồi sụn. Dồi sụn này, còn đây là ba chỉ nướng lu. Nướng lu à? À dưới này là lu. Đâu anh thử mở anh thử xem là trong này là than à? Than toàn bộ là than củi hết đấy các bạn. Than hết. Than đấy. Tức là sáng cũng nướng và chiều mình cũng nướng luôn à anh? Vâng, nướng cả ngày. Nướng cả ngày. Cái gọi là cái sản lượng hay khối lượng một ngày mình nướng bao nhiêu cân? À, ngày bình thường 2-30 cân này. 2-30 cân à? À, vậy thì cũng rất là tốt, tuyệt vời rồi. Để phục vụ bà con để cái đặc sản cũng như là có cái năng lượng để bán vải đấy. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Em thấy cái gia vị này có tương giềng mẻ phải không anh? Vâng. Tương giềng mẻ. Tương giềng à? Đó, cái bì của nó vàng rộm nhỉ. Cái này là chưa chín đâu đúng không? Chưa, bây giờ đang cho nổ bì cho nó giòn. Để một cái mẻ nướng này thì khoảng bao lâu anh? Khoảng 2 tiếng này. 2 tiếng à? Vâng. Chọn cái thớ ba chỉ là ngon nhất, nó rất là dày nhỉ. Ba chỉ ngon. Ba chỉ nó phải như này ngon. À vâng. Nhìn nó rất ngon nhỉ. Đấy, ba chỉ là vuông vắn đẹp. Đấy thì cái dồi sụn này là mình cũng vừa làm xong đúng không? Vâng. Cái thịt tươi mọi thứ là tươi hết đây. Toàn bộ đồ tươi hết đấy. Vâng. Nhìn này, tinh thần tươi hết. Vâng. Đấy, chợ bà con bán vải các bạn nhìn này. Đấy bà con vẫn đang chở vải nhá, chở vải bán xong rồi gọi là cái này là bán bình thường là trong gọn trong một buổi sáng như thế nào anh? Vâng, cái này buổi sáng. Vâng. Chiều lại nướng mẻ mới. Chiều lại nướng mẻ mới. Các anh lên bán trên này được bao nhiêu ngày rồi? Chục hôm rồi anh ạ. À vâng, chục hôm rồi à? Đấy, các anh là ở từ dưới Tân Yên lên trên này khoảng tầm cũng phải tầm 80 cây nhỉ? Gần 100 cây. Gần 100 cây số. Đó là ở một cái huyện khác của tỉnh Bắc Giang mình đấy các bạn. Cao Thượng Tân Yên. Thế bình thường ở dưới đấy thì các anh có nướng cái món này không? Có nhỉ. À vâng. Vụ vải thì mới lên trên này thôi đúng không? Đây là cơ sở 2. À, trên này là 3. Cơ sở 2, cơ sở 3 rồi. Cơ sở 1, cơ sở 2 ở nhà. Vâng. Nướng cái mùi thơm từ đầu ngõ đến cuối ngõ mà không thể cưỡng được. Thơm lắm. Có một cái điều là cái mùa nóng này thì sẽ hơi vất vả một chút nhỉ. Đặc biệt là mấy cái ngày nắng nóng này. Em có thấy món chim nướng nữa à? Đấy là chim gì anh? À, cút nướng à? Thế này thì em thấy cảm giác như là cơ bản nhất là phải cho nó phồng bì trước đúng không? Đấy, phồng bì và còn mình lấy nướng chín hai bên là ok thôi. Làm cũng rất là kỳ công, nói vậy thôi bạn ạ. Vâng. Quá trình dài. Và một cái miếng này khoảng tầm 7 lạng anh? Không, là kiểu 5 lạng, 5-6 lạng. 5-6 lạng à? Còn bên này là cái món chân giò hút xương của chân giò quay hút xương, rút xương nhỉ? Bên trong là mắc mật anh? Hay là tương mật, gia vị mắc mật? Gia vị mắc mật, tương giềng mẻ, tương giềng xả mẻ đây. Rút xương ngồi quay và nhìn nó rất là hấp dẫn này các bạn này. Wow. Ở đây thì bán bao tiền một cân anh? 220 à? Còn ba chỉ anh? 270. 270, còn dồi sụn anh? 220. À vâng, rồi cũng 220. Đó. Cái là tất nhiên rồi, món nướng là phải có khói. Mình không chịu được khói đâu các bạn. Vào đây khói tùm luôn đấy. Mỡ rớt xuống. Và cái mỡ nó xuống chảy xuống cái than đấy các bạn. Thì đương nhiên rồi, khói nó sẽ bốc lên. Mà thịt nướng mà không có khói thì không phải. Đúng vị của nó là phải thế. Phải có mùi khói. Phục vụ bà con trên này anh em. Đó, cái gì giòn thế nhỉ? Cạo nó kêu còn cột chứ kiểu cạo bằng ngoái máng ấy. Đấy, đúng. Đấy, tuyệt vời quá. Còn zombie, zombie. Cái đấy thì có lẽ là giờ chỉ cần úp xuống để chín phía trên bây giờ là cho chín thôi. À, cho chín là được đúng không? Vậy nhìn cái sạp này quá hấp dẫn luôn các bạn ạ. Chắc là mùa vải này anh mới lên chứ mùa trước anh có lên trên này không? Không rồi. À thế à? Em bán ở nhà thôi. Bán ở nhà thôi ạ? Vâng. Gọi là mùa vải 2023 mới đầu tiên mới mở cơ sở lên trên Tân Sơn Lục Ngạn này. À vâng. Ẩm thực Bắc Giang. Bà con trên này là chưa có món này nên là đổi mới món ba chỉ nướng lu. Vâng. Ba chỉ nướng lu đây đúng không? Trên này chỉ có lợn quay cái gì. Ở cái gia vị ở trong cái dồi sụn này thì có những thứ gì anh? Đó là gia vị, mỗi gia vị riềng xả, gừng, nó nhiều loại. Vâng. Có cả sụn rồi đúng không? Chắc chắn là có sụn rồi. Vâng. Thịt sụn. Đã có những thực khách đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đến để mua thực phẩm rồi, rất là tuyệt vời rồi. Chị định mua món gì chị ơi? Cái này cái thịt nướng. À vâng. Tắt để quạt đi. Nó phả mặt quanh. À mình quạt vào ở cái gì là nó sẽ ấy nhỉ? À quạt cho khói đó. Vâng. Thế này cả ngày công suất nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu cân thịt anh? 30 cân. 30 cân nhỉ? 30 cân. Thế còn dồi sụn thì cũng khoảng bao nhiêu cân anh? 30 cân. À vâng vâng. Thế là tính ra là công suất như thế là cũng rất là đạt phải không anh? Đạt ngày công chưa? Vâng. Thế là công cao đúng không ạ? Công thợ xây thôi. À và công thợ xây à? Thực ra là tính tất cả mọi thứ thì đều phải quy ra một cái ngày công đấy các bạn. Đấy, nhưng với cái công thực phẩm này thì mình nghĩ là cũng rất là đã là ổn rồi, bởi vì thực ra để làm như này nó là một cái bí quyết đấy. Làm phải có bí quyết nữa. Và các bạn thấy cũng rất là vất vả và rất là nóng nôi cái thời tiết này. Đấy. Đặc biệt là làm cái này thì gần như phải có cái nghệ thuật đấy, khéo tay rồi phải yêu thích nữa, yêu nghề nữa. Đầu bếp lòng nghề là những nghệ sĩ mà các bạn. À, nhìn. Sau một hồi lật là bây giờ là một số là chuẩn bị ép chín đấy phải không anh? À, cho chín đấy phải không? Đấy, bắt đầu cho chín là mặt quan trọng nhất là cái bì đã giòn rồi, nó rất là vàng. Đó. Cạo giống như kiểu cạo vào cái ngói máng đấy. Đấy, vàng rộm luôn và rất là giòn. Cái dồi kia là đã được chưa anh? Chín rồi. À chín rồi à? Bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn thử cái món dồi nhé. Đó. Món dồi sụn này xem. Đó, được cái nó mờ ảo luôn đấy, như kiểu sương khói mờ nhân ảnh ấy. Sương khói mờ nhân ảnh. À, như sương khói mờ nhân ảnh luôn, bởi vì nó món nướng mà các bạn, nên là nó có khói. Đó, đây các bạn nhìn thấy không? Một cái đĩa dồi sụn này. Wow, quá là dẫn luôn. Đấy, còn đây còn nước chấm gọi là nước chấm thần thánh nữa đấy, đúng không? Rồi bây giờ có không để chờ các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ test nha, mời các bạn thử xem cái món dồi sụn của gia đình mình đây nhé, mời các bạn. Này. Đó, nhìn rất là hấp bắt mắt này, có gia vị, có dồi sụn, có sụn này và có thịt này, có rau thơm này, là đương nhiên rồi. Mời các bạn. $80 một con ạ, 80.000. Đó. Đó. Giòn, nó ngon, nó đậm đà lắm các bạn, và rất là thơm nha. Đó, tuyệt vời rồi. 5 con cho đĩa đầy nhá. Ngoài các món này thì còn có cả món chim nữa. Nhưng mà vì chim này đang ấy nên mình cũng không quay được các bạn nhá. Chim đang có đầu rồi cả con nữa, nên là mình mời các bạn cùng ngắm cái gọi là cái sạp lu này. Đấy. Và thực khách đã đến rất là đông rồi. Anh ấy thì chồng tí thì cái lòng nướng bán bao nhiêu tiền? Các chủ nợ ở nhà kiên trí với em như này vẫn công tác ổn định nhá. Anh rất là vui tính là ở nhà là các chủ nợ cứ chưa đấy, trên này bán được rất được hàng. Dùng ít thôi, dùng nhiều không lắm này. Đấy, trên này là vẫn bán đều tay. Đấy. Cái thịt này. Đây cái miếng mỏng mỏng đây, miếng này là đi bán vải về à? À vâng. Hôm nay bán được bao nhiêu anh? Bán được sọt thì 21, sọt thì 17, sọt 18. À thế là bán 3 chuyến à? 4 chuyến, 5 chuyến. 4 5 chuyến à? Rồi. Thế là anh được bao nhiêu tấn vải? Vải chắc khoảng 15. 15 tấn à? Còn nhiều nữa không anh? Còn 3 tấn. Còn khoảng 3-4 tấn nữa à? Đấy, đây thì là anh bán đã được mười mấy tấn rồi nhỉ. Và đấy rất là tốt. À, nhà anh ở đâu? Ở trong làng đấy thôi. Ở đây gọi là làng Thác Lười. Thác Lười à? À vâng. Bà con bán vải ra mua cái này thì rất là tiện các bạn nhé. Rất là tiện luôn. Và phải nói là nó ngon lắm. Bật cái này thì ăn cái đồ chín vâng, ngay thôi. Đấy những cái đồ chín. Có khi là bây giờ ăn xong là ngủ luôn đấy anh nhỉ. Đúng rồi. Bởi vì là làm cả đêm rồi. Thế là anh làm từ mấy giờ hôm qua? 2 giờ đêm rồi. 2 giờ sáng dậy để làm và bán được 3-4 chuyến rồi. 5 chuyến. 5 chuyến à? Thế là có bao nhiêu người làm anh? 10 người. 10 người à? Thế là làm nhanh đấy. Vâng. Thế thì anh bán này về 1 tấn làm gì? Hơn tấn. Một tấn. Hơn 1 tấn đúng không? Vậy là hơn tấn mình trừ cho đi thì được khoảng 1 tấn thôi. Ờ vâng, 1 tấn thôi. Thế cầm trong tay là cũng gần mười mấy triệu, về gần 20 triệu rồi. Vâng. Đấy, đồ ăn ngay phục vụ rất là tiện luôn đấy các bạn, ngon và tiện nữa. Anh bán là ở chợ ở cái chỗ ngầm ấy hay là ra đến ngoài này? Vừa trong ngầm vừa ra đây. À thế là tiện thể luôn à? Đấy. Như thế là ở trong của anh là đã được sản lượng đã nhiều nhất chưa, hay nhiều nhất là nhà bác nào nhỉ? Đấy, nhiều nhất còn nữa chứ. À vâng, tức là mười mấy tấn là chưa là gì vậy? Vâng, là 20 tấn. À vâng. Nhà nhiều là 20 tấn. Vâng. Đấy. Cái sản lượng như vậy thì trong... Năm ngoái cũng được 20 tấn, năm nay mất một ít. À, mấy thôi. Năm ngoái anh được 20 tấn rồi. 50. Theo dõi kênh của anh là cái gì nhỉ? Núi Đồi Lục Ngạn anh ơi. À vâng, anh vào kênh... Theo dõi rồi. Vâng, kênh Núi Đồi Lục Ngạn nhá. Kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Vâng. Thịt đã chín rồi và bà con anh chị em đã đến và mua luôn đây các bạn. Đấy, sọt vải bán xong rồi vẫn còn nguyên sọt vải, còn vẫn còn sọt vải dụng này các bạn này. Đó. Đấy, và mình thì rất là thích ăn vải luôn đấy các bạn. Còn xin luôn quả vải rụng ở trong sọt của anh em nhé. Đấy, bình thường nếu bán là kiểu sẽ anh em kiểu sẽ xin cái vải này. Đấy, là chỗ này là chuyến cuối nên là anh em mang vải bán. À. Đấy, mời các bạn. Cái vải ngon lắm. Mình vừa thưởng thức miếng dồi miếng thịt xong, thành ra là ăn quả vải nó chống ngấy thật. Nhất mà chéo lần nhìn nó đẹp hơn, ăn nó ngon hơn. Thịt hay là rồi anh? Thịt. Tầm này trở đi là bắt đầu chặt đều tay nhỉ anh nhỉ? Vâng, một người đảo, một người chặt đều tay luôn đấy. Cái này chín chưa? Vừa chân giò, vừa chim, vừa dồi sụn, nó là các món nướng như này là bốn loại các bạn. Như này là cũng gần được rồi anh nhỉ? 90%. 90% rồi. Đây xem miếng này xem nào. Miếng này này. Đây ạ. Ừ, miếng kia chín rồi. Đó, chín rồi đấy. Đây của anh 100. Đây vừa nhá. Vừa quay vải vừa nghe thấy giòn chưa? Bà con nghe thấy giòn chưa? Giòn cực cực. Rất là tiện đúng không? Về là chiến thôi. Đó. Nay ba chỉ cái tầm chặt canh ấy chỉ tầm khi bà con bán xong nhá, tầm khoảng 9 giờ 9 rưỡi, khi chín xong rồi thì chặt khoảng tầm 30 phút là hết thôi. Các anh chị chia sẻ là khoảng 3 phút đến tiếng là xong thôi. Cơ bản là cái thời gian nó nướng lâu, nướng để làm sao nó giòn bì và ướp gia vị nó ngon, và cái công đoạn chuẩn bị ấy, thì mất thời gian thôi. Còn ra nướng và loanh quanh chặt thì nó loanh khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ là sẽ hết đấy các bạn. Như vậy thì gửi đến các bạn, các anh chị một chút cái gọi là thực phẩm ở vùng cao Lục Ngạn phục vụ cho các bà con bán vải đấy, đặc biệt là cái gọi là sạp đồ nướng lu của anh Xuân Thọ này, cái cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn, là xin mời các bạn nhé. Rất là thơm, từ đầu phố đến cuối phố rất là ngon, và bà con bây giờ bán vải về rồi rất là tiện luôn. Cái sụn này bán như này lấy 100.000. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và mời các bạn cái món thịt vùng cao rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn chào và gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ mời các bạn test thử cái món ba chỉ này các bạn nhé. Cái này thì nói vui vậy thôi chứ ngày là kiếm tiền triệu đấy nhà anh nhỉ. Vâng. Vốn thì nhập vào hàng là gốc tiền triệu rồi. Vâng. Được 400. Vâng. gì nữa cũng được thôi, nhưng mà gia vị nó không như là thịt. Bây giờ nhé, đây là cái món thịt quay, mình sẽ mời các bạn test thử nhé. Đây, có da giòn này, đây mình chọn cái miếng có da này, nó ba chỉ thì nó có cả mỡ cả thịt này, phần nạc này. Đấy, mời bạn test thử luôn nhá. Ui nóng quá. Nói thật các bạn là cầm cực kỳ nóng này, quết gia vị thần thánh này. Đấy bao nhiêu? Đó. 220 một cân. Một cân nhá. Rất là ngon luôn các bạn. Tuyệt vời lắm. Mời các bạn nhé. Mình mời các bạn tiếp này. Đây, cái miếng này, cái miếng nó gọi là có bì ấy các bạn. Đây, đây là món bì này. Đó, mỗi tội là phải nói là phải chịu được nóng thì mới ăn được nha, bởi vì bản thân giờ cái vừa ra lò ấy, nó rất là nóng và rất là giòn. Nếu cái này để đến trưa vẫn giòn bì anh nhỉ? Vẫn chưa giòn. Quá là ok luôn các bạn. Đây, đồ của mình đây. Rồi, cảm ơn anh nha. Đó, các món thịt và món lòng của mình đã có rồi. Mình test thử ở đây cực kỳ ngon, cực kỳ thơm các bạn ạ. Rất là tuyệt vời nhá. Và cảm ơn anh nhá. Chúc anh bán đắt hàng và phục vụ bà con vụ vải 2023. Rồi, cảm ơn anh. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn Cao nhé, có thể đến cái địa điểm này thưởng thức món thịt và đặc biệt là phục vụ cho gia đình mình. Đây cực kỳ ngon luôn. Tất nhiên rồi, lạng vải ở Tân Sơn ấy thì có món lợn quay rất là ngon, thì tuy nhiên là cái món ở của các anh này này, món gọi là vùng thấp chuyển lên vùng cao bán thì cũng rất là đặc biệt và rất là thơm ngon và tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn các anh và mời các bạn thưởng thức. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.